Hello, chào mọi người đã trở lại với channel của mình. Và mình là Quanh đây. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục với, đó chính là, đó, lúc gì thì nó lớn mình nữa kìa. Đó chính là mình chơi thử Pokemon ở trong Mini World thì sẽ như thế nào nha mọi người. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách đó là chơi cùng núp GT. Chắc chắn là mình sẽ thắng núp GT nữa rồi. Chúng ta sẽ quýnh bại Mewtwo ở trong cái Mini World Block S này các bạn ơi. Thử mình vô trong coi thử nha. Hello, chào mọi người nha. GT chào mọi người, chứ quên mình để cho GT nó nói nữa chứ. Rồi GT nói đi. Chào mọi người, hello mọi người, hello. Chúc mọi người xem video vui vẻ nha. Nhớ để lại một like, một subscribe cho Quanh nha. Và nhớ ủng hộ cho hai đứa mình nhiều, thiệt nhiều nha. Bằng cách nhấn like, nhấn subscribe và chia sẻ cho Quanh. Ok, bây giờ mình sẽ đếm 5 giây cho mọi người like, share và coi như là đăng ký cho tụi mình nha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 là quýnh qua một cái. Ủa không quýnh được. Cái này không quýnh nhau được đâu. Ok, 3 giây nó sẽ bắt đầu rồi đó. Vô. Đó, đầu tiên thì chúng ta sẽ vô cái map này. Mình có một cái trên tay đó chính là một cái miếng đệm hay sao. Cái là cảm biến đó. Mình vô mình sẽ mua một con Pokemon ở trong đây. Đó, ở trong đây nó có nè. Con Charmander đúng không các bạn? Đó, bây giờ mình... Ủa, giờ team mua có màu hồng hả? Con gì vậy ta? Rồi, vậy thì không... À, vậy thì đặt ra nè. Bây giờ mình sẽ đặt vô đây nha các bạn. Đó, bây giờ mình quýnh con Bulbasaur các bạn. Rồi, vậy thì chắc là đi sớm chết rồi. Chết rồi. Sao nó quýnh vậy dữ vậy? Á, ơi, trời, chết. Sao con kia nó không quýnh bộ? Oh my god. Xong chưa? Ủa, sao quýnh nhau luôn vậy? Ok. Con Bulbasaur chết rồi các bạn ơi. Đâu rồi? Rồi sao quýnh nhau y xèo ta leo. Ui rớt quá trời bóng luôn. Đấy. Ui Yeti á, chạy cho Yeti mất rồi. Ok, còi bóng của Yeti là con nào? Không có Yeti đâu, chạy cho Yeti. Rồi chả nè, khổ ghê đó, bóng của Yeti đó. Thấy chưa, thấy khổ không? Con này sao mình cho vô lại sao bị kẹt ha? Đây mình đuổi cho nó qua. Đó, con Charmander của mình. Con nó của Quanh hả? Ừ, Quanh được mấy con lận. Quanh thu phục được con Charmander bên đây nữa nè. Này cho Yeti con Charmander nè. Từ. Ủa sao mình được con này luôn ta? À, con Charmander Quanh dư nè, đó cho núp GT đó. Con nào? Kệ cái cục bóng kìa, cục bóng trước kìa. Tới gặp gần con Pokemon á, hãy đem nó ra. Charmander nè, với cái con gì mà hồng hồng. Đó, bây giờ mình đó mình chịu hồi con này ra, chịu hồi bua sáng rồi các bạn. Chịu hồi thêm con Charmander, ba con rồi đây nè. Quýnh con này đi. Đặc biệt nó rất là mạnh nha các bạn, quýnh nó xong cái mình chạy liền. Đó. Ui anh nó quýnh mình kìa phải không? Ok, ui, chết rồi, thắng rồi. Đấy. Ui, tiền ăn vô mới được. Mình lại thêm được vài con nữa là các bạn thấy không? Đó, mình lại chinh phục được. Quanh đâu? Quanh ơi. Trời ơi, Quanh được ba con luôn Quanh nè. Ơi, đưa Pokemon cho Yeti. Cái gì? Yeti có rồi mà, đứng xin cái gì? Cho Yeti rồi. Hết rồi, bà ơi. Mình quánh hết trơn, không chứ Yeti con nào. Rồi, Quanh có ba con. Ủa, ba con này mình quýnh được không? Ba con này cũng mình nè các bạn. Đó, cũng mình là mình quýnh không được. Charmander nó sướng quá, nó lên lửa nó nằm mà trời. Đi xuống này Charmander. Cho Yeti gọi, Yeti có hai con rồi. Ủa, con... Ê, mình đi quýnh lộn tiếp đi. Ủa, Charmander nè. Rẻ kìa, con Charmander kìa, vô lượm đi Yeti. Con Charmander kìa. Ở trong. Charmander của Yeti á. Khủng quá cha. Ê, Yeti ta, con Charmander nè. Chết rồi. Tiêu rồi. Ôi, trời ơi. Charmander của Yeti mà. Ê, thả ta mày. Ở này láo ghê ta. Đó mình chịu hồi kia ra quýnh Charmander con núp GT luôn. Dám quýnh mình các bạn. Rồi chết Charmander GT rồi. Yeah. Rồi luôn. Hey, nó dám nó quýnh mình luôn chứ. Ok, cửa tiếp theo của chúng ta là đi qua đây nè. Quanh quýnh nó mới quýnh Quanh. Bên đây là cái gì vậy? Bên đây là con dịch các bạn, con BC Duck nè các bạn. Bây giờ mình sẽ... Đó, cho con Charmander ra. Quýnh nó cả chạy. Cứ chân chết. Ok, chết rồi, con dịch rớt rồi. Oh yeah. Mình được con dịch rồi các bạn ơi. Đó, thấy chưa? Các bạn hãy chơi map này bằng cách đó chính là mình sẽ đi tiêu diệt mấy con kia hết trời. Con Charmander dưới nó bơi kìa. Đó, chúng ta vô con cửa tiếp theo. Ta. Nhìn không biết con à, của ai cái hay cửa luôn. Này chắc chắn là con Pikachu. Đó, cái cửa này là của con Pikachu nè các bạn thấy không? Đó, con Pikachu. Bây giờ mình sẽ cho con dịch ra. Đó, chuẩn bị quýnh Pikachu nè. Chạy, Pikachu mạnh lắm. Đâu rồi, Pikachu đâu rồi? Nè. Rồi, ủa, Pikachu tiêu luôn. Con dịch này của ai? Dịch này của Quanh đó. Ủa, Quanh có con dịch hồi nào vậy? Trời ơi, Quanh đã kiếm được con Pikachu nè. Không biết mấy con còn lại nó có ra nữa không ta? Cho Yeti một con nữa. Để mình quay lại coi. Ê, mình
Ê, con chăm đỡ nó ra lại nè nè, con chăm đỡ ra lại nè. Mình thử mình đem con vịt. Ủa chết rồi. Không phải các bạn. Ủa vậy nó có ra lại không ta? Hay là mình phải đứng vô cái này nó mới ra lại? Vịt này của mình nè các bạn. Ơi hình như mình quýnh xong rồi, là mình không cần quýnh nữa. Ui ở ngoài quá trời con luôn kìa. Có cả con Mewtwo nữa kìa các bạn. À Mewtwo là mình phải đi tới cái cửa kia. Đi thôi đi thôi. Đi nào mấy đứa. Rồi đó, mình chỉ cần đi mình đặt cái bóng ra là tụi nó chui ra. Mở cửa ra nào. Ê ui 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 ui. Ok, cửa tiếp theo chúng ta. Cẩn thận kẹo té. Trời ơi, dây tay nhìn qua nè. Nhìn nè, dây tay, dây tay. Dây tay. Đi sợ té lắm. Cái này nó giả bộ, này có cái gương á. Đi quá mà. Rồi bây giờ mình sẽ cho con gì ra, đó chính là mình sẽ cho Pikachu ra quýnh với con này. Quýnh nó, chạy. Yeti biết đánh rồi các bạn ơi. Ồ, thắng luôn kìa, Pokemon của Yeti. Đâu, của Yeti, ehe. Có con mới, con gì đây? Ồ, ui, con Pikachu nè. Con gì quanh? Con Pikachu nè. Đâu, đây. Ok, mình sẽ triệu tập hết Pokemon của nó. Chết rồi. Rồi, đâu, quýnh Yeti có một cái, Yeti chết luôn. Trời, Yeti quá dở. Ồ, nó quýnh con Gardevoir kìa. Yeti rớt bóng quá trời luôn. Ui, chết luôn. Được rồi, giờ mình sẽ quýnh con này nha các bạn. Ui, Yeti lụm lại cho Yeti đây. Chạy. Trời ơi, cười bắp các bạn ơi. Mình đã chiến thắng được con Mewtwo rồi. Đâu, bóng của Yeti đâu rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt cái cần gạt ở ngay chỗ này. Bạch, dơ lượng ngôi sao thôi. Yeah, chiến thắng quá là đơn giản các bạn ơi. Đó, các bạn thấy không? Phá đảo cái map này quá chi là nhanh luôn. À, Yeti có muốn phục thù không? Hãy đáng lẽ là Yeti thắng con Minh Chu rồi tự. Rồi, ok luôn nha, bắt đầu lại nha. Danh sách thành viên, Yeti vô phòng chưa? Ok, bắt đầu. 3, 2, 1, dốc. Rồi, ai đi nhanh nhất nè. Đó, bây giờ mình mua cái con thôi mình đỏ đi. Đầu anh mình luôn. Chơi con Bulbasaur đi các bạn. Đó, Bulbasaur trước. Coi con chơi con Charmander. Mình qua mình thu phục con này luôn. Quýt. Ê, đi. Giới. Đi. Đó. Ok, đã có bóng thứ hai mà được hai con rồi. Của Yeti nữa lão kìa. Quýt còn của Yeti luôn. Vậy. Ê, dạ, chết luôn rồi. Chết rồi, rớt đồ. Yeah, lượm. Ôi dễ gì lượm đồ được của tôi. Ê, con Charmander mình đâu rồi? Ngồi quýnh lộn đi. Trời, con Charmander có Yeti đó. À, các bạn biết sao không? Con Charmander có Yeti hệ lửa các bạn. Quanh, qua đây quýnh lộn phụ nè, quanh. Phụ, chạy. Ê, con Charmander nó quýnh tao. Chạy, nó đâu rồi. May quá các bạn đó. Nó chết rồi. Thôi, mình đợi 20 giây nữa mấy con Pokemon của mình mới hồi sinh. Ủa, con Charmander của mình đâu rồi ta? Chết queo rồi, chứ đâu. Hả? Trời mình nè các bạn nè mình. Mà sao nó hồi sinh lâu vậy? Ơi con này sao nó đi qua đi ghê vậy? Qua sao lưng quanh có con Charmander. Trời ơi nhìn quanh quýnh nè, bình thường thôi. Vậy mình... thì cũng sắp có Pokemon rồi đấy. Ủa sao xíu? Mình tới lần 3 con Bulbasaur lần vậy? Quýnh á. Quýnh chạy. Vậy thì cũng có rồi. Quýnh á. Yeah, chạy. Mà con Charmander, con mày quýnh tao kìa. Rồi xong luôn. Rồi. Gớt hết đồ luôn rồi, núp Yeti. Trời ơi, xong luôn. Ở đây Yeti trả lại cho nào. Rồi đây, trả bùa sát đây cho người ta, trả đây. Đó. Trả hết đây. Đó. Còn hai con gì đó? Bùa sát luôn á. Đó. Trời ơi, các bạn ơi. Con gì nữa? Ba con bùa sát cùng hệ lửa quýnh không lại núp Yeti các bạn. Ê, đừng quýnh Yeti chứ. Ê, con Charmander này. Mày quýnh nào hả? Ê, bên này còn con Charmander mà. Chết nữa, con Charmander mạnh quá à. Trời quanh quá ta, qua đây thu phục con Charmander nè. Cay thiệt chứ, mình chọn con hề cỏ quýnh thua con hề lửa đúng rồi. Đâu con này hả, con này. Kìa, không, trong góc kìa, thôi, con kia của tao. Ủa, con nào? Quýnh con này nè, quýnh con ngay cửa nè. Quýnh á. Quýnh á. Chết rồi, hai con mình sao quýnh lại ta rồi, xong với Yeti rồi. À, núp. Rồi, xong con Charmander kia rồi. Trời, quýnh chết con kia của mình luôn. Ôi, chết rồi. Oh, Charmander mạnh ghê các bạn. Quýnh lại không? Hắn rồi. Ok các bạn, mình được con Charmander nè. Quýnh á. Ê, chạy.
Ui một cái chết luôn. Trời ơi, trăm đơ mạnh lắm các bạn ơi. Thôi GT qua đây quýnh con dịch nha. Ờ cho GT thu phục dịch đi. Chạy chạy chạy. Mày chưa quýnh nó mà nớp. Mày sao mày chưa quýnh nó cả chạy. Chạy 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 chạy. Ôi thắng con dịch luôn kìa. Thắng con dịch luôn. Ờ giờ mình cho mình tính theo luật để ai ai chết rồi bắt đầu đổi theo người khác quýnh. Rồi Pikachu tới thu phục Pikachu. Giờ Pikachu nào. Trời chú quá chú quá. Đó Pikachu nãy mình cũng nhảy nhảy nhảy. Mình quay bôn cái chỗ đây này. Có gì vậy? Quay bôn cái chỗ đó. Quay bôn cái kia kìa. Vô. Rồi đó rồi. Quay bôn rồi đó. Nhảy vô đây được rồi đúng không? Không nhảy vô phải bấm nút chuột phải nữa nó mới quay bôn. À vậy hả? À quấn con Pikachu đi. Cái thì quấn luôn hả? Ờ chứ gì quấn đâu. Con quấn lại không ta? Con gì đây? Dư sức Pikachu cũng quấn. Ua sau với lại con gì con dịch. À quấn dư sức Ua sát quấn được được mà. Chạy 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 chạy. Ui da. Rồi. Cái kịp chạy. Rồi kìa, nó rớt đồ kìa. Để coi Bùa Ba Sát quýnh lại con Pikachu nữa. Không? Bùa Sát của GT hả? Ê, quýnh phụ đi đó. Ôi ôi, Pikachu. Phụ đi mấy đứa. Đúng rồi, con dịch này mới giết được con Pikachu nè. Ok, tới cái cửa tiếp theo để mình quýnh. Có thêm con gì đây? Con Pikachu rồi. Mình sẽ chơi ba con là lúc các bạn. Chạy, chạy, chạy. Mày, mày, mày. Ba con vậy kìa các bạn, nhìn cái quýnh kìa. Đang quýnh con. Ủa, gì vậy? Con này nó quýnh. Trời ơi, trời ơi. Quýnh chết con kia của mình rồi. Rồi xong. Ồ, ê chưa chết. Trời chết con chưa, chưa. Ui con này mạnh vậy. Quên có cần quýnh phụ không? Không, không cần đâu. Charmander quýnh đi em. Rồi xong luôn. Ê nó cũng vừa chết luôn rồi. Ai giờ đi chưa quay bon. Để quay bon. Nó cũng chết luôn nè. Cái con Gardevoir nè. Chết chưa. Ồ nghe tay lượng quá qua nè. À đây rồi, đây rồi. Con này số 8 các bạn. Rồi ok. Giờ qua quýnh con kia. Mewtwo. Chúng ta lại tới Mewtwo một lần nữa các bạn. Đó các bạn vậy. Rồi quýnh Mewtwo thôi. Ở GT. Chạy. GT chết trời. Trời ơi thật là. Các bạn coi sức mạnh của ơi đừng có quăng em anh ơi. Đó 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 các bạn coi kìa coi kìa. Ôi con Charmander mạnh ghê luôn. Con Charmander nó quýnh con Pikachu chết luôn. Nhớ là GT đặt cái cần gạt đó nè. Rồi GT vô lượng ngôi sao rồi GT chiến thắng. GT đặt cần gạt đi. Đặt cần gạt đi. Đâu ta? Đặt ở đâu cũng được. Ờ đặt trên đó. Đặt ở trên đó. Quanh đi ra. Bật ơi, bật bật nó xuống. Đi ra, quanh đi ra. Không, quên đi tí. Trời ơi, mình chơi mình nhường núp GT, núp GT tưởng chứ nó GT thắng được các bạn. Cái này là cả hai cùng thắng. Ủa, sao cả hai cùng chiến thắng luôn? Ủa sao vậy, chắc điểm bằng nhau á. GT thắng mà. Đâu, quanh cũng chiến thắng mà, nó ghi cái bên quanh cũng chiến thắng nè. Ok các bạn, thì hôm nay mình sẽ chơi ở đây thôi. Thì video này nếu các bạn thích mình chơi nữa thì các bạn nhớ để lại like và share video nếu các bạn thích nha. Cái đó là tên. Được rồi, chào mọi người nha. Bữa sau mình sẽ chơi tiếp nha.